Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi để thưởng thức một món ăn đặc sản ở Chi Tôn, An Giang. Đó là món gà đốt ô thum. Các bạn muốn ăn món gà đốt ô thum thì các bạn đi đến khu du lịch ô thum, xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ở đây có rất nhiều quán bán món ăn đặc sản này. Đây là một trong những quán được cho là ngon, rất đông khách. Bây giờ mình sẽ đi vào quán nha các bạn. Mình chọn vị trí bàn này nha các bạn. Ở vị trí này, chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Một cảnh vật đầy thơ mộng, sơn thủy hữu tình, vừa có núi lại vừa có hồ. Con gà đốt của mình đã được đem ra ngay các bạn. Mình sẽ nhờ nhân viên cắt nhỏ con gà này ra. Mình định đi vào nhà bếp để review cách làm con gà cho các bạn xem, nhưng quán không cho vì đó là bí quyết làm gà đốt. Những quán khác nhau có cách chế biến khác nhau. Có quán đốt con gà nhìn rất khô, có quán làm còn thấy bóng con gà, tùy theo sở thích và khẩu vị của mỗi người. Vậy là con gà đốt đã được cắt nhỏ. Chúng ta cùng thưởng thức xem như thế nào nha. Giá con gà đốt chỉ có 280.000. Giá rất bình dân phải không các bạn? Như vậy chúng ta đã thưởng thức món đặc sản gà đốt ô thum ở Chi Tôn đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn yêu thích thì cho mình xin cái đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình. Mình sẽ thường xuyên đi review những cảnh đẹp, những món ăn đặc sản vui mừng cho các bạn xem. Xin cảm ơn các bạn nhiều ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận nhiều video hay tiếp theo nha.